Chào mừng các em đã đến với bài thi số 2, Speaking, Lesson 2. Hôm nay mình sẽ giải quyết hai chủ đề của phần 1, đó là chủ đề Dating and Neighbor. Đấy, vẫn có 3 câu hỏi như thường lệ ha. Với câu hỏi số 1, Dating, hẹn hò đó, Do you like dating? Bạn có thích hẹn hò không? Thì có thể là có hoặc không. Thì again, cô nhắc lại nha, mình sẽ không nói yes or no, mà mình trả lời luôn ha. Ví dụ như I like dating, tôi thích hẹn hò bởi vì đây là cơ hội tốt để tôi có thể là tận hưởng một cái không khí lãng mạn với người yêu tôi. Như vậy thì cô sẽ nói là I like dating because it is a good chance to enjoy the romantic atmosphere with my lover. Như mình sẽ có romantic atmosphere with my lover. Đọc lại từ này cho cô ha, atmosphere. Rồi câu 2 là have you ever dated someone? Bạn có hẹn hò với người khác không? Hẹn hò với ai đó không? À, hai đó chưa ha, bạn hẹn hò với ai đó bao giờ chưa? Bạn mô tả nó được không? Tôi FA bữa giờ đúng không? Cho nên tôi chưa hẹn với ai hết. Thì tôi nói là I haven't dated yet. Tôi vẫn chưa hẹn với ai đâu. Nhưng tôi nghĩ là chắc người ta sẽ đi đến quán cà phê tám chuyện với nhau. Không, thì mình sẽ nói là I haven't dated yet, but I think we'll go to a cafe to talk to each other when we date. Lại lần nữa nha. I haven't dated yet, but I think we will go to a cafe to talk to each other when we date. Rồi câu tiếp theo là what kind of person would you like to date? Bạn muốn hẹn hò với ai đó ha? Thì tôi muốn hẹn hò với trai đẹp, là handsome man hoặc là handsome boy. Còn các bạn có thể là beautiful girls nếu các bạn là nam ha. Như vậy sẽ là I would like to date a handsome man. Hoặc là I would like to date a beautiful girl. Này, câu hỏi số 2 nói về neighbor. Neighbor là hàng xóm nhà em đó ha. Như vậy là do you know the people who live next door to you? Bạn có biết cái người sống kế bên nhà bạn không? Ý là em có quen mấy người trong xóm không? Thì tôi biết, nên tôi nói là I know the people who live next door to me. Thực ra phần này thì em không nên nói không, bởi vì nói không rồi câu sau nói gì cũng không biết, đúng không? Không có câu trả lời nữa, cho nên mình nên nói có. Và câu 2 sẽ là do you get along with, bạn có mối quan hệ tốt ha, hay là có sống hòa thuận với hàng xóm không? Và làm cách nào để sống được như vậy? Thì cô nói là tôi thì cũng hòa thuận với hàng xóm nhà tôi đấy, bởi vì khi gặp họ thì tôi sẽ chào họ. Như vậy cô sẽ nói là I get along with my neighbors. When I meet them, I always say hello to them. Rồi câu cuối cùng là hàng xóm nhà bạn có tốt bụng không? Chắc phải nói có thôi cho dễ đúng không? Như vậy sẽ là my neighbors are helpful. Hàng xóm nhà tôi tốt bụng lắm. Bởi vì họ sẽ giúp đỡ tôi khi tôi cần ha. Như vậy sẽ là my neighbors are helpful because they often help me when I need. Này, như bữa trước cô cũng có nói ha, là khi mà mình trả lời thì nên có câu mở dẫn vào bài. Như vậy sẽ là good morning hoặc là good afternoon. Today I would like to talk about the topic my dating. Well, I like dating because this is a good chance to enjoy the romantic atmosphere with my lover. I haven't dated yet, but I think we will go to a cafe to talk to each other when we date. I would like to date a beautiful girl, hoặc là handsome boy tụi em nha. Now, I will talk about the topic, the neighbors. I know the people who live next door to me. I get along with my neighbors. When I meet them, I always say hello to them. My neighbors are helpful because they often help me when I need. Nhìn nó dài thế này thôi, nhưng mà khi các bạn nhìn vào câu hỏi ha, rồi dựa vào mẫu câu mà cô cung cấp thì nó sẽ rất là đơn giản. Cho nên các bạn hãy dừng video lại và mình luyện tập thêm vài chục lần cho quen. Sau đó mình hãy chuyển qua phần tiếp theo. Đó là phần số 2. Yeah, here we go. Rồi, phần số 2 của chúng ta đây. Chủ đề hôm nay, mẹ của bạn vừa cho bạn 5 triệu để mua quà sinh nhật của bạn. Đây, bạn định là mua cái gì? Mua cái máy tính mới, mua quần áo, mua giày hay là mua sách và cặp sách? Rồi em chọn đi.
Còn cô thì cô sẽ chọn new clothes and shoes, mua quần áo. 5 triệu mua quần áo chắc cũng được, đúng không? Như vậy thì mình sẽ mua quần áo ha, mình có thể mua cái bộ đồ mình yêu thích để đi chơi với bạn của mình. Rồi, mình cũng còn dư một ít tiền để tiết kiệm ha. Còn mua máy tính hả? 5 triệu chắc không đủ đúng không? Chắc phải 50 triệu thì chắc được, hay không? Không, cô nói giỡn á. Nhưng mà chắc không đủ, 5 triệu không đủ đâu. Rồi, sách và cặp sách thì mình hay đọc ebook rồi cho nên mình không cần mua thêm sách, hay không? Còn ví dụ như mình đang đi học rồi thì cặp sách có sẵn rồi, đâu cần mua thêm, hay không? Thế thì mình sẽ chọn mua quần áo và giày. Đây, cái mẫu câu của mình ha, mình sẽ nhìn vào đây để luyện tập trước nha. My situation is that. Rồi, your thì đổi thành my sẽ là my mother had just given me 5 million dong as my birthday gift. Rồi, you are đổi thành I am nè. I am going to buy something for my birthday. There are three options for me to choose. Hoặc là there are three options such as. Rồi, liệt kê ra a new laptop, new clothes and shoes, and books and a school bag. Among the three options, I think mình chọn new clothes and shoes is. Ở này có hai cái trên đổi thành are ha. Are the best choice for some reason. Firstly, à, lấy ý ở đây, ai thôi. I can buy my favorite clothes to hang out with my friends. Secondly, I will have some extra money to save. Rồi, tiếp tục. I don't choose, tôi không chọn nè. A new laptop because it's not enough to buy. Không đủ. Rồi, tiếp tục. I don't choose books and school bags because I often read e-books. Kết bài. That's why I choose new clothes and shoes. Quá dễ luôn. Đây, đây là nội dung bài hoàn chỉnh ha, cho các bạn nào không thể ghép được thì mình sẽ dùng ở đây. À, đổi đi thành mi nha. Này, nội dung cô vừa mới nói với em thôi, cho nên các bạn có thể tham khảo thêm ở đây ha. Còn nó sẽ rất là tốt nếu như mà em thuộc luôn cấu trúc bài nói rồi, mình chỉ cần nhìn vào câu hỏi, viết ra các ý tưởng rồi sau đó mình nói theo. Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Khi viết thì em gạch đầu dòng nha. Nói chung là viết vài chữ như này thôi, nó sẽ dễ hơn cho em. Em luyện tập sẽ dễ thuộc hơn. Em ngồi những bài này em đọc chắc cũng hơi khó thuộc á. Cho nên em sẽ nhìn vào cái ý tưởng ha. Em đọc nó sẽ ok hơn. Này các bạn dành khoảng 5-10 phút gì đó ha. Luyện tập lại đi. Nếu bạn nào mà tốt rồi thì chắc chỉ cần 1-2 lượt thôi là em sẽ quen rồi. Này tùy theo các bạn nha. Cho nên mình sẽ dừng video lại để tự luyện tập ha. Còn bây giờ thì cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chủ đề số 3. Phần 3 ha, 1 phút chuẩn bị. Chủ đề hôm nay sẽ là người ta bây giờ sống lâu hơn, sống thọ hơn đó ha. Lý do thứ nhất đó là họ có thể là keep fit nè. Cân đối, nói chung là khỏe khoắn. Rồi họ có thể refresh their mind nè. Là F5 lại cái đầu óc của mình, nói chung là thư giãn, thoải mái. Thứ ba là có thể ngăn ngừa bệnh tật. Rồi B1 thì mình chỉ cần ở mức độ là I would like to talk about the reason why people nowadays are living longer. Rồi, firstly, people know how to keep fit. Secondly, people know how to prevent diseases. Thirdly, people learn how to refresh their mind. In short, people nowadays are living longer for the reason I have mentioned. Đó là các bạn B1 thì cô chỉ yêu cầu từng đó thôi. Nhưng again thì cô cũng cung cấp cho các bạn ha một số những cái ví dụ thêm. Ví dụ như keep fit thì mình có thể tập thể dục nè hoặc là play sport. Thì em nói thêm mà thôi. Rồi ngăn ngừa bệnh tật thì có thể là mình ăn thức ăn lành mạnh nè. Hoặc là mình đi khám sức khỏe định kỳ nè. Rồi ngày nay thì ví dụ người ta hay ăn đồ organic đó phải không? Organic, hữu cơ đó phải không? Rồi là thức ăn sạch. Refresh their mind thì siêu dễ rồi. Em đi du lịch nè. Em nghe nhạc nè, em xem phim, suy nghĩ tích cực. Cái này cô bổ sung thêm ha, mình có lối sống lành mạnh. Ví dụ như không hút thuốc, không rượu bia và không thức khuya. Ví dụ đây ha. Đây, bây giờ mình sẽ nói cùng nhau nha. I would like to talk about the reason why people nowadays are living longer. Cái này siêu dễ rồi đúng không? Cho nên các bạn hoàn toàn có thể tự nói được dựa vào câu hỏi. Firstly, people know how to keep fit. For instance,
usually do exercise or play sports. Secondly, people know how to prevent diseases. In other words, they are aware of là nhận thức các em, aware of the healthy food and do an annual là hàng năm. Em thấy khó đọc quá thì em đọc yearly cho dễ ha. Check up. Lại nha. In other words, they are aware of the healthy food and do an annual checkup. For example, people tend to eat organic and clean food. Thirdly, people learn how to refresh their mind. For instance, they travel, listen to music, watch films, and think positively. Finally, people have a healthy lifestyle. To illustrate, people don't smoke, don't drink alcohol, and stay up late. In short, people nowadays are living longer for the reasons I have mentioned. Này, dành một chút thời gian để luyện tập thêm ha, trước khi mình chuyển qua follow-up question. Và cô nhắc lại lần nữa là nếu như mà em còn thời gian thì trả lời những câu này. Nhưng mà cô khuyến khích các bạn phần trước không nói được nhiều thì nên trả lời các câu hỏi. Rồi, và câu hỏi đầu tiên của mình. Is a healthy diet a key to longevity? Đọc từ này cho cô vài chục lần trước nè, cho quen ha. Longevity. 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 Như vậy thì ăn uống lành mạnh có phải là chìa khóa để mình sống thọ không? Đồng ý không? Thì mình đồng ý thì mình nói I agree. Còn mình không đồng ý thì là I disagree. Tùy em ha. Rồi từ totally của cô đây em thêm vào cũng được. Hoàn toàn đồng ý. Em không thêm thôi, không sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ nói nha. I totally agree that. Nhìn vào câu hỏi đi trả lời thôi. A healthy diet is a key to longevity because good nutrition, những cái dinh dưỡng tốt ha, make us strong, làm mình khỏe. In addition, ngoài ra, we should do exercise, mình cũng nên tập thể dục ha, regularly, thường xuyên. Đọc lại từ này cho cô nè, cô thấy rất nhiều bạn sai từ này. Regularly, 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 regularly. Lại lần nữa nha. I totally agree that a healthy diet is the key to longevity because good nutrition makes us strong. In addition, we should do exercise regularly. Câu 2 là in terms of longevity, khi xét về cái sự sống thọ ha, sống lâu đó, chất lượng thì quan trọng hơn là số lượng. Mẹ có đồng ý không? Tôi cũng đồng ý luôn. Tôi sẽ nói là I agree that the quality is better than quantity because we can live happily. Hoặc là we need to live happily. Vì sao mình cũng cần sống vui vẻ, hạnh phúc ha. Rồi câu số 3. What should we do to stay healthy? Có rất nhiều cách đúng không? Một là ăn uống lành mạnh, hai là tập thể dục, ba là thức khuya dậy sớm. Là không lành mạnh xíu nào đúng không? Ngủ sớm dậy sớm thì ok. Rồi bớt lướt điện thoại máy tính đúng không? Bớt vào TikTok đúng không? Rồi ra ngoài tham gia outdoor activity, vui vẻ, khỏe mạnh là ok rồi đó. Nhưng mà ở đây thì cô đề cập đến các bạn một số ý thôi. Ví dụ như mình phải cân bằng giữa công việc và thư giãn nè. Mình phải có chế độ ăn lành mạnh nè. Tập thể dục thường xuyên nè. Đừng có 2-3 giờ đi ngủ rồi 11-12 giờ chưa dậy đúng không? Nó hình như cũng không được lành mạnh cho lắm. Đó, cho nên thì mình cũng lưu ý ha. Rồi mình trả lời nha. Well, I think we should balance working and relaxation. Relaxation là thư giãn. Relaxation. Từ này đọc là balance. Đọc lại ha. Balance working and relaxation. Also, we should have a healthy diet. Diet là chế độ ăn. Diet. And regular exercise. Regular exercise. Vừa rồi thì mình cũng đi qua hết 3 phần của phần speaking. Này, trước khi qua phần mới thì các bạn luyện tập lại ha vài lần. Em sẽ chỉ nhìn câu hỏi thôi, rồi tự viết ý tưởng, tự trả lời ha. Và nhớ là phần 1 không có thời gian chuẩn bị đâu nha. Cho nên thì mình nhìn vô và trả lời ngay. Rồi, luyện tập vài lần ha trước khi mình chuyển qua phần mới. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo nha.